Ăn, là... ăn thử ngon nổi. Cái khác ngon rồi. Ngon lắm đấy nè. Rồi. Đẩy, 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 đẩy. Tự tự đẩy mình đi. Đẩy đi, đẩy đi, hai đứa đẩy. Đẩy đẩy đi vô quán. Đây. Mình sẽ đẩy mình mời anh em. Mời anh em ăn xe gỏi của mình ha. Rồi, rất là ngon. Rồi mọi người bây giờ là em đi đi chặt cái chuối nha. Đâu rồi, lấy cái cây nào chặt đi. Lấy cái đó hả? Ê, cái cây chuối này mình lấy củ chuối được đúng không? Ê, cái chân trắng này là củ hú chuối nè đúng không? Quá mũ rồi. Hú chuối này mà dính vô đồ là thôi luôn á. Khỏi giặt ra luôn. Rồi bưng vô. Lâu lâu quá gặp. Mẹ mày nó giỡn vậy. Cầm mấy quạt cái quạt đưa qua cộng đi mấy cái uống quay vào. À, mọi người thấy không? Bây giờ cái này là lõi chuối nè. Lõi cây chuối mình sẽ làm bằng gọi lõi cây chuối chứ mình không có làm gọi bằng bắp chuối nữa nha. Hoa chuối bây giờ ăn xưa rồi. Thì mình là ăn là phải ăn cái cây. Thì cây chuối hồi xưa heo ăn thì giờ thôi mình ăn đi heo khỏi ăn. Ta muốn đầu từ chuối vậy. Ông kêu biết chơi đi.
mọi người. Mừng mọi người đã quay trở lại với cái kênh vlog của em nha. Hôm nay là em sẽ làm một cái món là gỏi gà, nhưng mà em trộn với cây chuối và sẽ làm thành một chiếc xe khổng lồ. Một xe khổng lồ luôn. Đây một chiếc xe khổng lồ nha. Một chiếc xe khổng lồ. Một xe khổng lồ luôn. Đây mọi người thấy đây, ở đây là em đã bào hết cây chuối rồi nè. Cái chuối này là thường em sẽ mang vào tay vô em chọn. Thường á ở quê là người ta hay lấy cái chuối này người ta cho heo ăn, nhưng mà bây giờ heo nó ăn nhiều nó ngán rồi, giờ tới người mình ăn luôn nha. Ngon. Dạ đây là em luộc xong rồi nè. Nha. Dạ đem luộc xong rồi nha. Bây giờ giờ nè, mình đâm đầu nè, để trộn gỏi gà cho anh em nè. Giờ mình đâm tỏi ớt rồi. Đâm tỏi á. Bưng qua đây đó. Mẹ dịnh heo này dùm con nè. Đây mình sẽ bỏ vô đây. Mình sẽ bỏ vô đây đựng mình mình để chứ đừng bỏ. Mình để vô xe. Không có bỏ. Người ta nói gì người ta nói mà. Đây. Các bạn thấy không? Mình cho một miếng đỏ đỏ vô nè. Đây. Cho nó đẹp nè. Cái phần này vô mình sẽ rứ một miếng nước trộn vô. Đó. Mình sẽ bỏ vô bụng tiếp. À, các bạn thấy là các bạn thấy thèm liền. Rất là ngon. Ngon tuyệt vời luôn á. Gà trộn cây chuối. Trộn chuối cây mình á nha các bạn. Trộn chuối cây mình á là ngon lắm á. Đây, nhỏ này là nhỏ em. Nó ăn khí thế lắm các bạn. Nó ăn dữ lắm. Ngon mà, tại vì trộn ngon. Trộn ngon nên nó ăn ngon lắm. Ngon. Ngon lắm. Chọc chọc ăn con. Ngon lắm mà con, ăn vô ăn. Tại vì nó thích chị nó làm lắm. Nên nó bị nay nó kêu chị là làm phải một xe này nè cho nó ăn ngon lắm mọi người ơi. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho chị mình nha mọi người. Chắc là đăng chị mình ngon. Có động lực làm nhiều clip khác cho mọi người coi. Thấy ăn như thế luôn ha. Chú cây mình đó mọi người, chú cây mình rất là ngon. Giờ gà ta ngon ha. Cái này là cây chuối nhưng mà là chuối hột nha cả nhà. Cây chuối hột mình á. Còn gà này bạn. Là gà thái dường luôn nha. Gà thái dường gà ta. Ngon lắm các bạn. Đâu mà ăn. Mày ơi, cái này chị em mình ăn không ăn có không hết. Bây giờ mình đẩy vô quán mời mọi người ăn khách mời, đông mời, lắm. Mời khách ăn. Bây giờ mình đẩy mình làm bốc, cho bốc, mấy bốc, anh em. Cách mà ăn ăn cách nè. Ăn thử ngon nổi. Cách ngon rồi. Ngon lắm nè. Rồi. Đẩy. Tự đẩy mình đi. Đẩy đi, hai đứa đẩy. Đó. Mình đẩy mình mời anh em. Đó. Đẩy đây. Mình sẽ đẩy mình mời anh em. Mời anh em ăn xe gỏi của mình ha. Gỏi của mình rất là ngon. Ông Tư, con làm xe gỏi gà nè ông Tư. Con không đẩy.
ngon quá. Ngon quá. Tao này. Trời ơi. Giọng mà ăn gọi luôn á. Quay mày dẹp cái xe rồi cái. Trời ơi. Cút đi, cút đi. Ai ăn cơm mình đẩy lại cho anh ta ăn cơm luôn. Ngon ngon phải không chú? Ngon. Mời tận nơi tận chỗ luôn á. Mặn xong là đem tới tận nơi tận chỗ cho đãi cho ăn luôn nè. Giờ mình làm một xe gì nè. Mình đi ra. Bên Nhật có là cái chuối này bắn mắt lắm nè. Chộp hốt. Ngon quá. Hốt hốt. Bư bư. Ở Việt Nam ăn, ăn sang nhảy mà mua vé số là thoải mái nha. Tại Việt Nam giàu lắm. Làm sáng giờ. Thứ gì mà chị lại bắn mày. Thằng hứa gì ta. Nếu như mà mọi người không tin cái món này á. Nè, thì hôm nào em sẽ mời mọi người tới đây, em sẽ làm cho mọi người ăn luôn. Chính tay em làm cho mọi người ăn là lúc đó mọi người sẽ biết. Biết làm không? Em có. Ăn gà nè bầu. Nên dặn cậu làm không em? Ăn gà nè. Đồ. Giờ bà đây gặm xương ha. Nè cái này có miếng thịt chút nè. Cánh hả? Đây không có cánh, đây có cái chân à? Không có chân à? Nè cánh nè. Nè cánh nè. À ngồi đúng rồi đó. Thôi. Già, già thiệt nhưng mà thích ăn cánh không mọi người. Cánh này để bay đi kiếm chồng khác như vậy nè. Ở quá mấy chục năm rồi giờ cắt cánh bay đi kiếm chồng khác như vậy nè. Vậy nào có chồng khác nhớ nói ngon nha. Con làm gỏi này con đãi cho cả làng ăn luôn. Bây giờ là em thấy mình sẽ ăn một cái mề. Ê cái măng ăn cái mề à? Quá ngon. Ê chấm chắc ăn gắn chấm luôn. Nè. Chào, qua tiếp đẩy xe nè. Đẩy xe ơi. Ai làm với kiếm giò nó bao cái giò đó. Trời ơi, kiếm giò nó quất cái trứng giấy rồi kiếm giò. Rồi bây giờ là em mời anh Tư dùng thử cái tác phẩm của em nha. Sáng giờ em làm mệt lắm rồi đó. Nhờ anh Tư chấm điểm cho em nha. Mời anh dắt cái bộ đĩa à. Đi. Em đi. Vô. Rồi anh Tư. Ăn thử coi món em Út nó làm một tàn. Nè gấp cái thịt nè xong cái xương không vậy? Ăn xương nó ngon hơn. Sao anh Tư ngon anh Tư? Cảm giác sao? Ăn vô cái mùi vị sao anh Tư? Anh ăn vô có một cái chuối không? Được không? Cho em Út điểm coi. Ờ ăn vô mà im lìm luôn. Em Út không biết là ngon hay dở à. Ngon. Con này ngon à. Con này lạ
luôn á. Món này phải từng nào cũng có cũng được. Thôi giờ mình suy nghĩ đi, mấy anh em mình suy nghĩ từng sau làm món gì, bà cho Thảo ngoài sao từng sau nó qua làm tiếp. Bây giờ mọi người xem cái clip này thì mọi người muốn mỗi tuần em làm món gì thì mọi người hãy comment ghi xuống ở dưới cái bình luận này cho em đi. Rồi em sẽ làm cho mọi người. Lần này là em khai đao, em làm là một xe gỏi gà trộn cây chuối hột. Nguyên một xe luôn á không? Giờ mình làm một mâm là nó bình thường quá, mình phải làm một xe ăn nó mới đã đúng không? Tình sao mình làm một xe bò né, bò xào hủ ai. Ok. Chắc mạc luôn. Mạc gì? Chú Đen. Qua nhiều ăn cháo gà nè. Qua nó. Nó tung ghê rồi. Ăn đi mọi người ơi. Ăn đi, nạp công sức của mình từ thời sáng tới giờ. Ăn gà công sức của mình rồi nha. Này, đây là anh em của mình nè, cấm nhau ăn nè, rất là ngon. Ký 350, bà con 2,5 kg. Rồi thấy rồi, nhớ đăng ký kênh. Nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Tao nằm, tao mệt quá, tao nằm. Thấy anh em thấy thì comment vô cho mình nha. Rồi mình sẽ làm món khác cho mọi người coi. 500 anh em, mạnh mạnh 500 anh em vô ủng hộ hả? 500 anh em nào vô. Gắp nó ruột hoài hà bóc luôn đi. Vậy là gà còn sống á, gà nhảy, gà nhảy. Người ta ăn cá nhảy, giờ mình ăn gà, ăn gà nhảy đi. Vô. 1, 2, 3 vô. Mọi người bây giờ là em xin kết thúc cái clip ở đây nha. Nếu như mà mọi người xem mà cảm thấy cái clip này hay và ý nghĩa thì hãy cho em một like và đừng quên đăng ký cái kênh để ủng hộ cho em nha. Và rồi. Chào mọi người, bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại tuần sau nha, bye bye. Tuần sau có nữa nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho em nha để ủng hộ cho em nha mọi người.